Ngày 12 tháng 4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa cấp cứu thành công bệnh nhân nữ, 47 tuổi, tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, co giật, mắt bên trái mất hoàn toàn thị giác. Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là một trong những ca bệnh hiếm hoi được điều trị kịp thời, thành công lấy lại thị giác cho bệnh nhân. Theo chia sẻ của bà B tiêm filler nâng mũi tại chỗ người quen tại địa phương. Do thân quen nên bà B khá tin tưởng. Tuy nhiên, ngay sau đó, bệnh nhân đã gặp biến chứng. Ngay sau đó, bà B được người quen này tiêm thuốc giải với mục đích làm tan filler đã tiêm. Bà B được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau 4 tiếng từ khi tiêm filler. Nhận thấy đây là cấp cứu hết sức nghiêm trọng vì bệnh nhân mất thị lực toàn bộ một bên mắt trái, đen xì hết mọi thứ và có dấu hiệu đau đầu, co giật, biểu hiện toàn thân nặng nề. Chúng tôi nghi ngờ bệnh nhân tắc động mạch não và các mạch cấp máu cho vùng mũi, trán, tắc mạch bên trong não gây tắc mạch mắt dẫn đến mất thị lực. Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động một đội bác sĩ tạo hình, song song đó là các bác sĩ chuyên chống đột quỵ, bác sĩ bệnh viện mắt trung ương sang điều trị, chuẩn bị phương tiện để hồi sức cấp cứu thông mạch sớm nhất. Sau 10 ngày điều trị tích cực đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp được, thỉnh thoảng có cơn đau đầu. Mắt trái từng mất thị giác hoàn toàn, đã dần cảm nhận được ánh sáng khi chiếu đèn. Đây là dấu hiệu rất đáng mừng, vì trên thế giới mỗi năm có cả 100 ca bệnh nhân gặp biến chứng mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi. Những ca mà thành công nhìn lại được ánh sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bệnh nhân còn có thời gian theo dõi thêm để biết được mức độ phục hồi mắt. Bác sĩ Hà khuyến cáo, trong trường hợp bệnh nhân không may xảy ra tai biến khi thẩm mỹ, cần cố gắng đưa đến bệnh viện có chuyên khoa, phối hợp để triển khai cấp cứu chuyên khoa trong thời gian sớm nhất có thể.